Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thế Nửa Đề Thưa các bạn, mạng uh, Scroll là một trong những mạng mà trọng điểm để săn được cho tích với anh em Và chắc chắn giờ này thì nhiều anh em chúng ta đang mong chờ những video để hướng dẫn cho anh em có thể tương tác với mạng Scroll Và như thường lệ thì mình sẽ luôn có một cái video là hướng dẫn cho anh em uh, cách uh, uh, tích hợp mạng Scroll trên ví Metamask chúng ta Cũng như là hướng dẫn cho anh em cách chuyển cầu Và dĩ nhiên là sẽ là cầu chính Đấy còn sau này thì anh em có thể dùng các cái cầu để cầu Dapper, như là cầu Onto với các cầu khác nhé nhưng mà hôm nay thì mình tập trung vào cầu chính thôi thì đối với việc chuyển cầu chính ấy, thì lợi ích là sẽ giúp cho anh em có thể đón được những đợt retract tích và chắc chắn thôi. khi mà có một đợt retract tích thì các cái nền tảng mainnet luôn luôn ưu tiên cầu chính Sercron cũng vậy thôi và chúng ta sẽ cùng nhau tham gia ngay vào những cái bước ở trong đây thứ tiên để tích hợp mạng thì trước tiên các bạn có thể dùng chen uh, để người ta tích hợp mạng đây, một cái cái che cái 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 tool mà chúng ta thường xuyên dùng nhất các bạn chỉ cần kết nối ví metamask chúng ta và chúng ta ấn vào s2 metamask sau đó chúng ta sẽ xác nhận ở trên ví metamask chúng ta là các bạn lập tức các bạn sẽ tích hợp được mạng luôn đây là mình sẽ thao tác lại từ đầu để cho anh em chúng ta có thể là chúng ta nhìn thấy nhé hiện nay thì mình sẽ không uh, gửi cho anh em thông số nữa mà anh em chúng ta sẽ tích hợp mạng dựa theo chúng ta sẽ tích hợp mạng uh, trực tiếp luôn chứ mình không không có gửi thông số thông số cho anh em nữa ta mình sẽ xóa cái mạng đi và tích hợp lại từ đầu để anh em ta nhìn thấy nhé ta ăn vào S2 này sau đó ta ăn chấp thuận này và ta sẽ ấn vào phần chuyển mạng cái đó các bạn sẽ được tiếp mạng ngay trên ví các bạn thôi được chưa đó rồi đấy là cách thứ nhất đúng không ạ còn một cách nữa còn một cách nữa bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em luôn đó là các bạn có thể dùng ngay ở trên cái cầu chuyển đổi của Sekhron cầu chính của nó luôn, chúng ta cần vào kết nối với MetaMask chúng ta này. rồi. Bây giờ các bạn sẽ sử dụng thao tác with nhưng mà cái này thì lại không được rồi. Cái này thì có vẻ là không được rồi. Ừ, nó khác với những cái cầu khác, những cầu khác thì sẽ có phần đảo chiều. Nhưng riêng cầu này thì không có phần nào để đảo chiều anh em ạ. Anh em để ý thấy là cái mạng à đây đây, có đây, ở góc trên đây. Đấy, chúng ta có thể tích hợp mạng thông qua cái cầu ở góc trên đây. anh em ấn vào góc trên này. Ở trên màn hình chọn S Scroll này, ấn chấp thuận. Thì chắc chắn là cái này cái cái men cái cái việc tích hợp mạng từ chính cầu của nó thì nó sẽ chuẩn hơn, cái men nét nó sẽ chuẩn hơn bởi vì là cái các cái thông số nó sẽ là thông số chính chủ luôn đấy, thì nó chuẩn hơn nhưng mà ở trên cái cầu Chenit nó sẽ có một cái tiện lợi là nó có rất nhiều các cái rpc server và cái tốc độ của mỗi rpc server là khác nhau anh em nhé đấy tiện cho anh em bởi vì cũng ít khi mình nói về cái 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 rpc này lắm rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em chuyển tiền uh, qua thông qua cầu từ mạng eth đến mạng searlon cầu chính thức này thì chỉ hỗ trợ mạng uh, À, ETH thôi, chúng ta đầu tiên là chuyển mạng đến mạng ETH này à, Nếu các bạn mà chưa có một lượng ETH làm phí thì anh em có thể rút ETH từ Hiện nay thì uh, phí rút ở bên sàn Bitget đang có lẽ là rẻ nhất Với giá phí rút là 0.0038 ETH nhé. chúng ta có thể rút từ sàn này Đấy. Thì ở đây mình đã có một cái lượng ETH có lẽ là quá dư Quá dư để mình có thể là bắt đầu uh, thực hiện cái thao tác chuyển cầu rồi Đây mình sẽ tiến hành chuyển toàn bộ cái số tiền mình có ở đây nhé Uh, mình sẽ kiểm tra lại cái giá ga một chút các bạn nên chuyển cầu vào thời điểm giá ga rẻ như thời điểm này rất hợp lý thôi Đấy, mình sẽ chuyển cầu ở đây một lượng như thế này Đấy mà có thêm một chút nữa để đủ 0.01 thì ngon Rồi Mình sẽ ấn vào uh, Deposit Fund nhé Rồi ok bây giờ thì nó sẽ có cái phí đây Ta sẽ ấn vào xác nhận cầu chính sẽ giúp cho các bạn có thể đón được thì cho tích và thực tế thì nó cũng không đắt hơn so với các cái cầu khác hiện tại nhé như onto bây giờ thì anh em chuyển cầu đây mình sẽ cho anh em xem một cái onto một chút anh em chuyển cầu từ onto sang escrow đây thì phí của nó ít nhất cũng phải không phải không một tiền phí còn chưa kể là cái phí mạng nữa Đấy, thì nói chung là từ escrow sang thì cũng rất là đắt thôi vậy thì anh em khi chuyển sang cầu, cầu 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 chính thì anh em thấy là chỉ mất cái mức phí ở đây thôi Đấy, mất phí mạng thôi đúng không ạ phí mạng cũng cao giờ yeah. rồi anh em thấy này ở đây thì nó báo thành công rồi này và các bạn có thể check ngay ở trên ví chúng ta thôi thì các bạn thấy là nó hiện tại thì cái cầu chính này nó hơi chậm một tí anh em ạ cái cầu chính này nó cũng nói ghi rõ là có thể mất tới 20 phút để có thể nhận được nhé còn đây là cái lệnh của các bạn này cái lệnh giao dịch các bạn nhé 18 confirm nhưng mà nó vẫn chưa chuyển nó chưa update vào cái tài khoản của các bạn với cái số tiền các bạn cầu Đấy. còn nếu mà anh em rút tiền thì có thể rút qua cầu, cầu chính này cũng được nhưng mà anh em sẽ cần phải cớ lên và cái thời gian claim này có thể thường là các cái cầu kiểu kiểu này ấy, thì rất là lâu nhé các cầu đồ kiểu này thì rất là lâu nó thể mất khoảng một vài tuần đấy khoảng 7 ngày thường là 7 ngày Chúng ta mới có thể vào đây chúng ta claim được nếu mà người ta chuyển cầu cái chủng lại mà dùng chính cái cầu escrow này đấy. còn nếu như mà anh em mà chúng ta không chuyển cầu kiểu này ấy, tức là chúng ta không săn thì chơi tích không với mục đích khác ấy, thì anh em có thể dùng một số cầu ví dụ cầu on, uh, uh, auto này có tu này thì các bạn có thể chuyển từ Escrow sang uh, Ethereum chỉ mất mấy phút thôi nhưng mà các bạn ngoài ra các bạn có thể chuyển từ Arbitrum sang đấy, theo hai chiều chiều ngược và chiều xuôi từ Arbitrum sang Escrow và Escrow sang Arbitrum đấy. ở đây mình sẽ demo cho anh em xem thử một tí anh em chờ một chút để xem cái này nó đã nhận được chưa rồi vẫn chưa nhận được rồi trong cái lúc này mình sẽ uh, thử cho anh em xem thử về cái cái số số thử chuyển từ thử, thử demo cho anh em gian tử nhé demo xem này hết phí là bao nhiêu ở mã escrow này đây minh chuyển là mình đang sử dụng cái minh chuyển là không 05 nhé mình thử ấn nút sẽ uh, nút xin xem nào cái phí nó sẽ bao nhiêu thì anh em có thấy là cái phí là cái, cái cái phí cơ bản cho cầu ấy tức là cái phí này thì sẽ sử dụng sử dụng cho cầu đấy thì nó sẽ là 0.005 ETH 0.001 ETH còn cái phí mạng lưới thì network thì cái này không 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 rõ nhưng mà có nghĩa là các bạn sẽ mất khoảng 0.00013 ETH nó sẽ rơi tầm bao tầm khoảng hơn 2 đô tầm 2,5 đô nhé đấy, nó sẽ khoảng tầm 2,5 đô đó Đấy thì nếu mà chuyển cầu Escrow như vậy đấy, tức là cầu chuyển Escrow thì các bạn có thể chuyển sang Escrow còn cái lệnh chuyển cầu này chủ yếu là sẽ nếu mà cầu chính ấy, thì sẽ dành cho anh em săn để cho tích thôi còn nếu như anh em không săn để cho tích thì anh em có thể dùng cầu của auto, auto này được nhé Đấy. còn nếu mà săn điều tích thì các bạn sẽ dùng cái cầu chính này luôn Đấy. thì anh em cũng rất là rõ vấn đề này rồi đó à, ngoài ra thì nếu như mà anh em mà rút tiền ấy thì anh em không nên dùng cầu chính để người ta rút tiền vì cái thời gian rất là lâu và các bạn sẽ cần phải có thao tác claim Room các bạn có thể dùng cầu auto đấy cầu auto này thì anh em có thể chuyển từ escrow chúng ta sẽ có thể chuyển từ escrow mà chuyển đến mạng iBitium hay là những mạng khác còn cầu chính chỉ chuyển đến mạng Ethereum thôi nên là anh em lưu ý vào này giúp mình nhé Ok vừa rồi thì chúng ta đã có những thao tác để hướng dẫn cho anh em cách để người ta chuyển cầu trên mạng Astrod cũng như là giúp cho anh em có thể sử dụng các cầu chính cũng như là một số cầu phụ đến từ Astrod để anh em cầu bên thứ ba của Astrod để anh em có thể là chuyển cầu nhanh hoặc là rút tiền nhanh từ mạng Astrod đến các mạng khác À, cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.